Em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Vâng, thưa các bác, thì hôm nay là chúng em có nhận được ít đơn hàng của các bác đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Đó, thì cũng như là thường ngày thì chúng em sẽ test hàng trước khi gửi đi. Ví dụ như các cái sản phẩm, ví dụ như là loa hoặc là mic, đó thì là chúng em sẽ phải test cho các bác. Còn những cái loại ví dụ như mic treo loa hoặc là dây rắc, đó, rắc rồi pin sạc, đó, các đấy thì chúng em sẽ không test, bởi vì là cái đó là có sẵn trong nhà máy rồi, và cái đó thì nó không thể là hư hỏng được, đúng không ạ? Và đây thì là chúng em có nhận được một đơn của anh Xuân. Đó, anh Xuân ở Phú Thọ. Anh đấy của em là một đôi loa chép chân gỗ. Đây, thì em đã chuẩn bị ra cho các bác, và bây giờ thì em phải tiến hành là test. Đó, test trước khi gửi cho các bác này. Đó. Đây là em sẽ để một kênh đó. Đây em sẽ chuẩn bị một dây này. Đó, để chúng ta có thể test này. Rồi. Quay ra phía sau cho các bạn dễ nhìn hơn. Đã lên này các bạn này. Đó, tiếp bên này. Lên luôn. Được chưa? Đã lên. Đó thì là đã xong đơn của anh Xuân ở Phú Thọ, và cảm ơn anh rất nhiều. Đó, cảm ơn anh rất là nhiều đã ủng hộ chúng em. Đó. Và bây giờ em sẽ test tiếp một đơn của anh chú Nịch. Đó, đơn của chú Nịch. Chú Nịch ở Long Biên, Hà Nội. Chú lấy bên em là một bộ mic UGI 21. Đây thì em đã chuẩn bị sẵn, đây là một bộ mic không dây UGX 21, và bộ này là của Shure nhé các bác nhá. Phiên bản mới nhất 2020. Đó. Đây thì em sẽ móc ra cho các bác. Đây thì nó có anten. Con này thì nó có tới 4 anten nhé các bác nhá. 4 anten. Quay thấp xuống. Thì là em đã tiến hành là nắp lên. Bây giờ em sẽ lắp pin vào cho các bác xem. Bật mic lên đi các bác nhé. Rồi. Đó, giờ còn lại là chúng ta sẽ bật tiếng mic lên. Mic thì em đã bật lên rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ download thử. Để 1, 2 đã lên một chiếc à. Chưa, một chiếc đã lên nhé. Và chiếc còn lại em sẽ test tiếp chiếc còn lại cho các bác. Đây là chiếc còn lại nữa. Bật lên. Đó. Định 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Đó là một bộ đầu tiên. Đây là của anh chú Nịch. Đó thì là tiếp theo thì hôm nay chúng em có hai đơn của UGX 21 cơ. Đây thì là đơn tiếp theo là của chú Thịnh. Đó, ở Đống Đa. Đó, và chú cũng đặt một bộ mic UGX 21. Đó. Thì bây giờ thì em sẽ lại tiếp tiếp cho bộ của chú Nịch. Và em cũng để nguyên cái bộ mic này để nguyên đây. Để tiếp một bộ nữa. Tiếp một bộ nữa cho các bạn. Em chỉ test cho các bác là hai bộ mic UGX 21 chưa ạ. Đó. Rồi em sẽ tiến hành là cắm dây tín hiệu lên.
Vậy là chúng ta đã cắm tín hiệu lên các bác nhé. Tiếp theo thì em lại lắp pin vào này các bác này. Lắp pin vào bộ đầu tiên. Bật lên. Điện 1, 2. Ok chưa? Đây là bộ mic của chú Thịnh nhé. Chú Thịnh ở Đống Đa. Và hai bộ này thì nó cũng toàn ở Hà Nội thôi. Một bộ ở Long Biên, một bộ ở Đống Đa. Cái mic này thì nó rất là dễ sử dụng và hát cực kỳ hay các bạn ạ. Hát rất là hay luôn nhé. Tiếp theo tay mic thứ hai này. Điện 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, điện, điện. Đó. Đây là cả hai bộ luôn nhé. Và thưa các bác thì đây là mic chính hãng, đều có tem của nhà sản xuất luôn. Đó, đều có tem mác của nhà sản xuất nhé. Được chưa? Mic chính hãng. Đó. Và em cũng cảm ơn toàn thể các bác đó đã tin tưởng Tuyên Vũ Audio chúng em suốt thời gian qua và đã ủng hộ chúng em những cái sản phẩm đó. Thì là chúng em cũng bây giờ thì chúng em đã test xong cho các bác và sẽ tiến hành là mang ra cho bên bộ phận đóng gói để gửi cho các bác trong ngày hôm nay luôn. Và em xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác vào những cái video tiếp theo.